Bài thơ Cha mẹ già, tác giả Dòng sông Lam. Kính chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và niềm vui nhé. Mẹ cha tôi tuổi đã xế chiều, ngoài thất thập ngũ tuần tuổi mẹ, một cuộc đời gian nan tuổi trẻ, chạy khắp miền xuôi ngược Trung Nam, thời 79 xung phong lập ấp, đất Tây Nguyên lắm bọn phôn dô, rừng sâu thẳm mái tranh nhà tạm, nước độc thiêng sốt rét chẳng chừa. Được mấy năm về với chốn quê, lại từ đầu lập thân xây dựng, cha làm mộc mẹ tôi nấu rượu, chợ bán buôn phòng thuế cấm đường. Có những hôm mẹ về rất khuya, bị phòng thuế nhốt giam ngoài chợ, cha ngừng tay bếp vào nội chợ. Lúc mẹ về tay trắng tịch thu, ngày qua ngày mẹ vẫn phải đi cắp cái rổ theo phiên lịch chợ, phải kiếm tiền nuôi con bé nhỏ. Cha làm nhà sức mẹ nuôi con, năm anh em tuổi đã nên khôn, lúc trưởng thành mỗi phương một đứa, cha mẹ lo chưa trọn vẹn. Tuổi cha cao mẹ vẫn làm đồng, mẹ vẫn muốn vườn rau tự trồng, con khuyên nghỉ hãy buông công việc, người siêng năng không muốn lệ thuộc. Mẹ được làm thần thái tốt lên, mỗi lần mẹ phấn khởi đi chơi, thăm con cháu một nơi nào đó. Mấy ngày đầu mẹ còn hào hứng, chưa đầy tuần chờ chứng đòi về, cha cao tuổi chẳng muốn rời quê, mẹ nhớ cha nôn nao trong ruột, lo bữa cơm dưa cả mắm muối. Hai người già nói chuyện ăn cùng, mỗi năm qua tuổi càng thêm lớn, thật khó nói sức khỏe thế nào. Con chỉ biết mong cầu sức khỏe, được bình an cha mẹ dài lâu, chờ hết dịch con sẽ về sau, thăm cha mẹ đã lâu chưa thể, dịch còn dài về quê ngăn trở, đại dịch ơi mong được sớm qua. Hà Nam, 26 tháng 11 năm 2021. Tác giả Dòng sông Lam kính tặng. Kính mong quý vị và các bạn hãy nhấn like và nút đăng ký ủng hộ, động viên kênh. Trân trọng cảm ơn.